Tìm thấy hai thi thể trong ba người mất tích khi tắm ở cửa biển Nam Định. Đến 10 giờ trưa nay, 19 tháng 8, lực lượng chức năng của huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người cuối cùng trong ba người bị mất tích ở cửa sông Ninh Cơ khi xuống tắm. Hai người được tìm thấy trước đó đều đã tử vong do đuối nước. Đã tìm thấy thi thể của hai trong ba người mất tích khi tắm ở cửa sông Ninh Cơ, Nam Định, ảnh MH. Lãnh đạo công an huyện Nghĩa Hưng cho biết, vào khoảng 18 giờ tối qua, ngày 18 tháng 8, bốn người địa phương gồm ba cụ già là bà Yến, ông Đại, ông Việt và cháu ông Việt đều trú ở thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, sau khi đạp xe tập thể dục xong đã xuống khu vực cửa sông Ninh Cơ đổ ra biển tắm. Tuy nhiên, sau đó cháu ông Việt đã hô hoán, báo tin ba ông, bà trên đã mất tích trên vùng cửa sông. Ngay sau đó, cơ quan chức năng và người dân địa phương đã tổ chức lực lượng tìm kiếm, cứu nạn và ngay sau đó tìm được bà Yến trong tình trạng đã tử vong. Đến 22 giờ tối qua, ngày 18 tháng 9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của ông Việt. Cả hai người đều được xác định nguyên nhân tử vong do đuối nước. Từ đêm qua đến 10 giờ sáng nay, ngày 19 tháng 8, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm theo con nước ra phía biển để tìm kiếm người cuối cùng là ông Đại. Theo chính quyền địa phương và người dân, khả năng tử vong của người này là rất cao. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng, nơi xảy ra vụ việc cho biết, bà Yến, ông Đại, ông Việt là giáo viên nghỉ hưu. Vào các buổi chiều hàng ngày thường cùng nhau đạp xe tập thể dục trên tuyến đường đi qua khu vực cửa sông này. Cũng theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thắng, tại vị trí xảy ra vụ đuối nước, xã đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm năm 2020. Địa bàn xã có nhiều khu vực tiếp giáp với biển, cửa sông, cửa biển nước sâu rất nguy hiểm. Vì vậy, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, đồng thời khuyến cáo người dân không được tắm biển ở những khu vực này để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.